Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, từ những dòng xe chính hãng đến những dòng xe liên danh, và Khanh cũng có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới cho anh em nào đang có nhu cầu đổi con xe cũ của mình lấy con xe tải mới để chạy cho nó an toàn hơn, thì cứ alo trực tiếp cho Khanh nha. Thì Khanh sẽ đến tận nhà và thu lại con xe tải cũ đó cho anh em. Và hôm nay Khanh sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em mình là hai con xe tải nhỏ có tải trọng dưới 1 tấn và có cái giá tiền rất là hợp lý cho anh em nào lần đầu tiên mua con xe để mà lập nghiệp, với cái giá tiền rất là thấp và cái vốn đầu tư ban đầu bỏ ra cũng cực kỳ thấp luôn. Nếu anh em mua trả góp với lại hai cái dòng xe mà Khanh sắp giới thiệu đây thì anh em chỉ chuẩn bị cho Khanh tầm khoảng 50 đến 60 triệu là có thể lấy xe được rồi. Và hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho anh em mình chiếc Đông Ben K9, là có một cái phiên bản nâng tải từ cái con xe Đông Ben 1021 lúc trước. Thì lúc trước nó con này nó chỉ có tải trọng là 810 hoặc là 790 thôi. Bây giờ nó lên tới 990 và 950 nha anh em. Đó, thì hôm nay Khanh có hai con xe có thùng sẵn luôn, thùng kính cánh dơi và thùng kính. Thì con thùng kính cánh dơi như anh em thấy trước mặt á, là Khanh sẵn đây Khanh báo giá trước luôn. Chút nữa giá Khanh sẽ ghim trên màn hình luôn nha, chứ nhiều anh em có xem video của Khanh là tua nhanh á, là qua cái đoạn báo giá nên là không biết giá. Thì Khanh báo giá rõ luôn, nên là anh em nào được thì điện thoại Khanh làm xe thôi chứ không có sao cả. Thì giá hiện tại con xe này là 183 triệu. Xe thùng kính cánh dơi nha anh em, thùng kính cánh dơi anh em nhớ giùm Khanh nha. Thùng kính cánh dơi là 183 triệu. Còn như anh em lấy chiếc thùng kính bình thường như thế này thì đó là 178 triệu, nó rẻ hơn 5 triệu. Còn như anh em lấy thùng bạc giống như thế này á, thùng bạc giống như con này nè, đó là anh em chỉ cần bỏ ra là giá của nó là 168 triệu nha, 168 triệu. Đó là thùng bạc, thùng kính và thùng kính cánh dơi, ba cái giá Khanh chút nữa Khanh sẽ báo lên ghim trên màn hình. Anh em nào có nhu cầu mua xe thì cứ điện cho Khanh, trả trước cho Khanh tầm khoảng là Khanh nói á, là 50 đến 60 triệu là ra xe, lấy xe được rồi. Thì thủ tục thì rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh sổ khẩu với đăng ký kết hôn. Nếu anh em nào chưa có gia đình thì chuẩn bị cho Khanh giấy xác nhận độc thân nữa là ok. Thì nếu mà anh em nào nguồn thu yếu hay là kêu là chưa có thể chứng minh nguồn thu được thì ngân hàng bên Khanh sẽ hỗ trợ anh em làm những cái nguồn thu đó luôn nha. Rồi mình sẽ quay lại phần xe. Thì hôm nay Khanh có hai con nè, con thùng kính và thùng kính cánh dơi. Thì anh em cũng biết rồi, cái con này nó dựa theo cái bản cũ là cái con 1021, nó chỉ thay đổi sơ xíu về chỗ này thôi. Lúc trước là cái mặt ga lăng phía trước nó hình ngang vậy nè, bây giờ nó là hình dọc xuống như thế này, nó chỉ thay đổi một xíu như thế này thôi đó. Còn sử dụng như lốp hay là kích thước khung gầm hay là động cơ nó cũng y chang như phiên bản cũ, nó chỉ nâng tải lên. Con này sử dụng động cơ là hơn một chấm một xíu, gần 1.1 á, 1.05 mấy đó đó. Và cái thùng của dài là 2m450, là gần 2m rưỡi đó. Thì con này sử dụng hệ thống khí thải Euro 4 đó, anh em coi cái qua anh em. Lớp thì cũng rất là lớn nha, con xe này xài lớp 550 13, anh em nhìn lớp trước lớp sau bằng nhau nha, lớp rất là to, mâm cũng rất là to, mâm 13 luôn. Đây cái thùng đây anh em đứng xích vô đây xíu, thùng bên đây là thùng kính nha, thùng kính cánh dơi. Thì để mà cho anh em đây là thùng kính cánh dơi, thùng kính cánh dơi thì nó thích hợp cho anh em nào bán hàng lưu động chuyên chở trái cây hoặc là quần áo, mình có thể dừng bên lề đường. Anh em nào chưa có mặt bằng á thì chúng ta dừng lại một cái chỗ nào có mặt đất trống, chúng ta sẽ dừng mở hết xe lên chúng ta bán cũng được. Còn như thùng kính này thì anh em chở như cái đồ khô để mà chống nước rất là tốt đó. Còn như anh em nào muốn lấy thùng bạc thì Khanh mới nay Khanh nói báo giá rồi đó, thùng bạc thì nó chỉ có 168 triệu thôi, chưa giấy tờ nha, giá Khanh báo lúc nào cũng chưa giấy tờ. Tại vì sao? Tại vì cái giấy tờ là tùy theo tỉnh và tùy theo cái chỗ mà xa gần của công ty Khanh, nó sẽ có một cái mức giá khác nhau, nhưng mà nó dao động tầm khoảng 10 đến 13 14 triệu gì thôi, cho lệch một xíu thôi. Đó nên là anh em mình cân đối và cứ gọi cho Khanh nha. Bây giờ mình sẽ mở cái thùng kính trước cho anh em. Thì thùng kính con này nó cũng có hai cái cửa sau cho anh em nè. Đó. Anh em nhìn bên trong thùng nè. Đây là cái thùng kính bên trong. Vách này là một vách thôi nha anh em, vách tôn kiểm, sàn là sàn kiểm nè. Bây giờ Khanh bên công ty Khanh làm bằng sàn kiểm hết, như thế này thì nó sẽ đẹp hơn cái sàn sắt rất là nhiều nha. Đó. Cái này một vách thôi. Cái con này ra tải được là 990 kg nha anh em. 990 kg. Còn như cái con thùng kính cánh dơi Khanh chút nữa Khanh sẽ giới thiệu thì nó ra tải tầm khoảng 920 kg thôi. Bây giờ Khanh sẽ mở một cánh. Đây Khanh mở vậy thôi nha anh em. Đây. Thùng này cánh dơi thì nó sẽ có ti đẩy lên, đẩy hai bên luôn nha anh em. Đó,
có thi lực đẩy lên này đó, anh em nhìn thấy hai cây ở đây, đây một cây, bên đây một cây, là có hai cây. Nói chung một bên là nó sẽ có hai cái thi lực đẩy lên đó. Đây có cái đèn nè, để anh em nào mà bốc hàng ban đêm nè, chúng ta bật cái đèn lên nè, đó đèn led rất là sáng. Có dây xích luôn nè, kêu là dây xích, anh em có thể mà xả cái bẩn nó xuống, là anh em bỏ cái hàng trên cái bẩn này chúng ta buôn bán luôn nha, rất là tiện lợi. Như đối với những anh em nào mà lần đầu tiên mà lập nghiệp và chưa có mặt bằng á, thì chúng ta mua xe này và chúng ta chỉ kiếm cái chỗ nào đất nào nó trống trống và chúng ta đậu xe và dỡ hết cánh rồi chúng ta bày bán trên xe luôn, rất là tiện lợi cho anh em. Bên công ty Khanh cũng làm như thế này, anh em móc khóa lại nè, để mà cái hàng bên trong xe chúng ta không cần mà phải cất hàng, khỏi phải an tâm, khỏi sợ mất hàng nữa nha. Chúng ta móc khóa đây lại là không mở được nha. Rồi cho anh em nhìn phần khung gầm một xíu, thì khung gầm con xe này là được sơn tĩnh điện chống rỉ sét, và cái xe cũng là xài nhíp giảm chấn và có phuộc giảm chấn luôn. Một bên nhíp của nó được 4 lá nhíp, 5 lá nhíp nha anh em. Đó anh em. Và 5 lá nhíp và có phuộc giảm chấn luôn. Cầu đít rất là chắc chắn. Thì con xe này sử dụng hệ thống khí thải Euro 4 nên là cái hệ thống cái khí thải ra ngoài rất là sạch nha anh em. Bây giờ anh em mình sẽ lên phần nội thất. Giờ em đứng đây đi, khỏi cần lên, em đứng đây đi. Lên nó hơi nóng. Thì Khanh giới thiệu nhanh về phần nội thất thôi. Cái phần nội thất thì Khanh cũng làm nhiều clip rồi. Cái dòng này anh em biết là nó cũng giá tiền rất là vừa phải, kêu là thấp và bình dân nhất trong cái phân khúc xe tải. Thì nó chỉ có trang bị sẵn chúng ta là ghế da, được cái là ghế da. Vô lăng thì có vô lăng lúc trước phiên bản cũ là không có trợ lực điện nha, bây giờ nó đã có trợ lực điện rồi, rất là nhẹ và cũng đã lên kính trên điện. Cái dòng này anh em mua á, anh em tốt nhất là bỏ thêm một xíu tiền để chúng ta gắn cái máy lạnh nha. Cái dòng này, riêng cái dòng xe này thì nó chưa có máy lạnh trang bị theo xe, nên là anh em bỏ thêm tầm khoảng là 7,5 triệu nữa để mà gắn một cái máy lạnh đi cho nó mát hơn đó. Bây giờ mà không có máy lạnh đi thì vào cái mùa nắng rất là vất vả, mà đi vào trong thành phố mà kẹt xe nữa thì ôi trời ơi luôn. Để gắn nên là gắn cái máy lạnh vô, chúng mình công ty Khanh sẽ tích hợp gắn máy lạnh cho đây cho anh em là giá 7,5 triệu nha. Rồi đó là cái phần mà Khanh muốn giới thiệu nhanh về con xe Dongben K9 mà với cái giá tiền rất là hợp lý. Thì Khanh nói lại một lần nữa là cái giá, nếu anh em lấy cái thùng bạc là 168 triệu nha, còn như thùng kính là 178 triệu, còn thùng kính cánh dơi là 183 triệu. Đó là chưa giấy tờ, anh em nào mua trả góp thì chuẩn bị cho Khanh là 50 đến 60 triệu thôi là có thể mà sở hữu một trong hai con xe Khanh vừa nói trên đó, chỉ cần 60 triệu thôi. Còn như anh em nào đang có nhu cầu tư vấn thêm hay là muốn biết về vấn đề gì thì cứ alo trực tiếp cho Khanh, số điện thoại phía dưới màn hình nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video và theo dõi Khanh trong thời gian vừa qua, rất là mong anh em hãy tiếp tục ủng hộ Khanh để Khanh có nhiều cái động lực và có nhiều cái chương trình khuyến mãi cho anh em nếu anh em luôn tiếp tục ủng hộ Khanh như thế này. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha, xin chào và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.